Trưa 26 tháng 9, chúng tôi đã liên lạc trực tiếp với quản lý suốt hơn 10 năm nay của Phi Nhung là Diễm Phạm. Và nghe nhiều chia sẻ trước những đồn đại đang lan truyền trên mạng xã hội về việc Phi Nhung đang nguy cấp. Đầu tiên, Diễm Phạm khẳng định, ca sĩ Phi Nhung đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Diễm Phạm bộc bạch, chính vì thông tin quá nhiễu loạn, báo chí, người quen nói quá nhiều, mà toàn những tin đồn thất thiệt, những lời nói tầm bậy về sức khỏe Phi Nhung, khiến chúng tôi, người thân, rối luôn. Mọi người phải hiểu, những bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 đang trong thời cuộc này, thì ai cũng đang được bác sĩ, nhân viên y tế điều trị hết lòng. Không thể một mình Phi Nhung đang chữa trị mà mọi người hết đưa thông tin này đến thông tin khác, khiến bác sĩ bị ảnh hưởng tâm lý, vì lực lượng y tế cũng đang rất áp lực nhiều việc. Rõ ràng, bác sĩ đang tập trung cứu chữa cho Phi Nhung rất nhiều, và Phi Nhung bị nặng phải thở máy, chứ không phải bị nhẹ. Nhưng mình cũng không nên nói hay là thông tin những điều không đúng làm nhiễu loạn mọi thứ. Tôi cũng không dám trả lời trước về sự khả quan của Phi Nhung vì bệnh này rất khó đoán. Nhưng được biết thì tình trạng sức khỏe hiện tại tiến triển từng ngày là cả nhà chúng tôi mừng rồi. Trước câu hỏi tình trạng sức khỏe Phi Nhung khi đang điều trị tích cực là cụ thể ra sao, quản lý Diễm Phạm thông tin rõ, bệnh tình không thể nói trước điều gì. Nhưng mỗi sáng tôi nhận câu thông báo huyết áp Phi Nhung ổn, buổi trưa nghe được hàm lượng oxy Phi Nhung cải thiện là cả nhà chúng tôi mừng reo cả ngày rồi. Chứ mình cũng không biết bác sĩ đang điều trị những phác đồ gì, thành ra khó để chúng tôi trả lời thêm ra sao. Diễm Phạm nói thêm, tôi chỉ mong Phi Nhung vượt qua được kiếp nạn này và mọi người nếu thương Phi Nhung thì đừng nói quá về tình trạng bệnh xấu của Phi Nhung. Để bản thân Phi Nhung có năng lượng nội tâm từ sâu trong con người mình mà đủ sức mạnh bản thân và cả phép màu vượt qua được bạo bệnh. Sáng ngày 24 tháng 9, chính tôi còn nhận được nhiều tin nhắn, cuộc gọi từ người quen, nghệ sĩ nổi tiếng hỏi Phi Nhung đã qua đời rồi hả? Nghe thật đau lòng và tôi không biết phải trả lời ra sao. Theo tôi được biết, các bác sĩ hiện tại cũng không nói về tình trạng của tất cả bệnh nhân Covid-19, chứ không riêng gì trường hợp Phi Nhung. Tôi cũng sợ bác sĩ tại bệnh viện nói chúng tôi cứ có gì cũng ham nói thông tin ra bên ngoài, rất khó xử cho chúng tôi. Vì chúng tôi đâu có phát ngôn câu gì, chuyện gì ở thời điểm gần đây về bệnh tình Phi Nhung. Có thể xuất phát từ việc Phi Nhung hôm qua được nhân viên y tế đẩy ra khỏi khu giường điều trị đi chụp X-quang, thì một người nào đó đi ngang qua phòng bệnh thấy không còn giường Phi Nhung nào đó thì lại phao tin lên Phi Nhung qua đời, khiến tin đồn lan truyền rầm rộ ra bên ngoài, đến mức cơ quan chức năng, lực lượng y tế thông tin cũng gọi hỏi có cần can thiệp giúp đỡ gì khi sự việc đã xảy ra như vậy không. Thật sự tôi đã phải trả lời xin cảm ơn. Tôi là người trong cuộc gần gũi Phi Nhung nhất mà tôi còn không biết thì thông tin ấy từ đâu mà ra. Trước đó tối ngày 23 tháng 9, người mẫu Xuân Lan cũng bức xúc lên tiếng vì có người loan tin về sức khỏe Phi Nhung gây hoang mang và ai cũng tỏ ra thân thiết với Phi Nhung để có thông tin sớm nhất đăng lên Facebook chỉ để lấy tương tác trên mạng xã hội. Xuân Lan cũng cho biết gia đình Phi Nhung và các y bác sĩ đang bị ảnh hưởng bởi những luồng thông tin sai lệch từ dư luận. Cựu người mẫu bày tỏ, nếu thương chị Nhung thật sự thì làm ơn đừng đăng status gây hoang mang nữa ạ. Vậy sẽ gây phiền đến những người đang hết lòng cứu chữa.